Hello, hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình làm một bộ tóc giả rất là cute đấy. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vậy là chị đã làm xong bộ tóc giả, được test rất là xinh xắn rồi đấy. Các em nhớ nhấn like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nhé.